hơn 10 năm trôi qua thì anh em mình cũng có vui cũng có, buồn cũng có. Hầu như tất cả trên cuộc sống này là hai anh em mình đều nếm, tất cả là đắng cay ngọt bùi anh em mình đều trải qua hết. Và hôm nay thì qua chương trình thì anh muốn nói với lại em trai là tình anh em mình 10 năm trôi qua, nếu như anh là một người anh mà nếu có làm một cái điều gì sai thì mong em trai bỏ qua cho anh. Mặc dù đây là anh em mình thì nhiều khi cũng có những cái chuyện rất là khó nói, và cảm ơn cuộc đời đã cho đi Kiệt được một, có một cái tên Châu Gia Kiệt và được làm anh em với Khánh Phương. Một đứa em trai rất là tuyệt vời trong nghề nghiệp ca hát của Kiệt, tính tình là trầm tính, ít nói, rất dễ thương. Nếu như mà có một lần nữa để chọn một người em này thì Kiệt vẫn phải chọn Khánh Phương. Thank you anh. Đầu tiên thì cũng giống như anh thì Khánh Phương cũng rất cảm ơn chương trình. Nói chung một cái chương trình rất là ý nghĩa, tạo ra một không gian như thế này, một cái cơ hội như thế này để anh em mình có thể bộc bạch chia sẻ với nhau. Và cảm ơn cuộc đời đã cho Khánh Phương có những người anh, những người bạn rất chân thành, và trong đó là có anh Châu Gia Kiệt. Và thực sự là như em đã chia sẻ thì trong cái giới ca sĩ của mình á, mình sẽ rất khó tìm được một cái người gọi là một người bạn thân đúng nghĩa, một người tri kỷ đúng nghĩa. Khánh Phương nghĩ như vậy. Nhưng mà may mắn, cảm ơn đã cho Khánh Phương tìm thấy một người, người anh, một người bạn tri kỷ như vậy trong cái nghề của mình. Một lời xin lỗi nếu em có làm gì sai, hoặc là có làm gì phiền anh, hoặc là có những lúc làm gì làm cho anh không vui. Đương nhiên là em nghĩ là trong cuộc sống không ai hoàn hảo hết, cũng có thể có những lúc này lúc kia, thì coi như là em cũng xin lỗi anh và anh cũng thông cảm cho em. Và một lời cuối cùng, anh phải lập gia đình, anh phải có con đi, bởi vì cái tuổi của anh em mình không còn trẻ nữa. Anh phải xem đó là một cái mục tiêu quan trọng nhất của anh hiện tại, anh phải làm được càng sớm càng tốt. Em nghĩ như vậy. Cảm ơn em trai. Ok anh. Cảm ơn phần chia sẻ của hai anh rất nhiều. Giống như quý vị cũng biết là tình bạn thì rất là dễ tìm, nhưng tri kỷ rất là khó kiếm, phải trải qua rất là nhiều cung bậc cảm xúc, cả những thăng trầm của cuộc sống, chúng ta mới nhận ra tri kỷ là ai và ở đâu bên cạnh mình. Đây là món quà của chương trình Giải Mã Tri Kỷ gửi tặng cho hai anh. Anh muốn chọn bên khuyết hay là bên đầy? Hai cái này thì lắp vào nhau nó sẽ như thế này, nó là giống như là hai mảnh ghép. Dạ đúng rồi, hai mảnh ghép. Em lựa đó, cho em lựa đó. Ok, em cầm bên này. Ok. Có thể tình yêu chúng ta không có, nhưng một người bạn tri kỷ thì chắc chắn phải có ạ. Khánh Phương có một cái câu có thể nói là rất hay, và câu này chính là bố của Khánh Phương đã nói với Khánh Phương. Nói chung chỉ nói hai lần thôi, nhưng mà thực ra nói lần đầu là Khánh Phương nhớ đến bây giờ luôn. Chúng ta hãy cảm ơn Thượng Đế đã ban cho mỗi người chúng ta một món quà rất quý giá, đó là tình bạn. Dạ, cảm ơn anh rất tuyệt vời. Và Khả Như một lần nữa cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Giải Mã Tri Kỷ. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Sen Vàng thực hiện, được phát sóng vào lúc 19:15 thứ ba hàng tuần trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.